Hello, xin chào tất cả anh em, lại là mình đấy. Cho điện thoại ngày hôm nay thì mình đang giới thiệu cho mọi người cái chiếc xe ABS nhá. Đây là chiếc Honda ABS chúng ta độ đây nhá, ý 2010-2012, full 2 phanh đĩa này. Đó, anh em thì nhìn thấy đây nhá, sẽ quay bằng súng máy này. Số máy này, đó, 601 này, KTG 550 nhá, PS này. Đó, lên full là ý 2010-2012, đây là nào V5X nhá. Đó. Tiếp theo đó sẽ lên full hệ thống 2 phanh đĩa. Lên hai đĩa lớn trước ta, đĩa 22 luôn này. Đó, full toàn bộ mới cứng này. Đó, cực kỳ đẹp và chắc chắn luôn. Rồi, mình sẽ đi tổng thể quanh xe một vòng nhá, cho anh em xem nhá. Đó. Cái xe Honda VS chúng ta độ lên là ý 2010-2012 này. Lên full hai phanh đĩa, em tặng kèm theo đó là cái gói sơn xi làm mới, mới từ con ốc luôn. Đó, anh nhìn nhá. Ốc ác xi mới toàn bộ này, máy móc tẩy trắng nhá. Đấy. Lên toàn bộ là dàn áo này, đèn đóm này, yên thùng yên ý 22 này, tay sách này, ghi đông này, đồng hồ này. Đó, bộ công tắc mới này, bao tay mới này. Ổ khóa giữ nguyên ổ khóa tròn nhá, không phải là ổ khóa hay ổ khóa vuông đâu. Đó. Hệ thống hai phanh đĩa bao gồm mâm này gắp. Đó, hệ thống lốp size 17. Đó, hai đĩa lớn này. Lốp size 16. Đó. Đó. Yên thùng yên ý 22. Đó, ghi đông đồng hồ công tắc. Nó đi lại toàn bộ hệ thống điện của xe, hàn bát, chế thêm bát. Đó, nói chung là chắc chắn như zin luôn, bảo hành trọn đời dạng nhựa này. Đó, anh nhìn thấy không? Tất cả chi tiết nhá, là hậu sau này rất là khít. Dàn áo màu xanh ngọc. Điều đặc biệt mà khi anh em độ dàn áo ở Sài Gòn độ xe thì cái màu dàn áo này anh em có thể tùy chọn nhé, có thể tùy chọn đặt được sơn mà. Đó, ví dụ như anh em có thể chọn màu xung quanh hoặc là màu đỏ tươi, đỏ đô hoặc là màu trắng, màu đen hoặc màu xanh ngọc như này. Đó, tùy theo đó là anh em có thể phối theo bản sporty. Đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người hãy like và subscribe kênh để có thể theo dõi thêm những cái video hay của SH. Tạm biệt mọi người.